trở lại với kênh ẩm thực YouTube. Hôm nay mình xin chia sẻ và giới thiệu với các bạn món canh chay nấu chua. Canh chay này thì là một cái món ăn mà ngày xưa các cụ nhà mình thường rất là hay nấu. Nó rất dễ ăn như cái món ăn mùa hè. Thì chay thì mình mua là 1,5 cân đấy các bạn, chay sông. Rau củ thì có dứa xanh nửa quả, cà chua 2 quả, thì là rau răm, hành hoa, hành khô, ớt, giá đỗ và 5 quả sấu. Thì những cái nguyên liệu và rau củ này thì mình sẽ thái sẵn và để giới thiệu cho các bạn nó được nhanh hơn. Thì bây giờ cái đầu tiên của mình sẽ là đổ nước vào để luộc chay các bạn nhé. Thì mình sẽ đổ 1 lít nước và trong đây xong mình sẽ đun sôi. Thì mình sẽ thả chay vào. Thả chay vào trong này luộc. Mình luộc chay này khi chay nó sôi lại là được các bạn. Khi nước sôi này để chay này há hết miệng thì mình vớt ra được các bạn nhé. Mình sẽ bắt đầu vớt ra đây. Chai mở hết mồm lên như này ra là được rồi. Mình vớt chai ra rồi các bạn, chờ đắp nước. Chờ nguội một lát thì mình sẽ nhặt chai. Chai này thì mình sẽ bỏ vỏ và nhặt cái ruột của nó ra đây. Chai sau khi mình đã nhặt chai xong rồi thì mình chuẩn bị một thau nước. Mình sẽ rửa chai này. Chai này thì mình sẽ rửa sạch bỏ những cái ở trong ruột trong chai. Đây này các bạn, mình sẽ bỏ sạch thật ruột, rửa vào đây. Sau đó mình bỏ ra đây. Chai này ăn rất là béo ngậy các bạn. Mình nhìn này, con này các bạn nhìn này. Con chai rất là béo. Mình bỏ hết những cái không ăn được này. Mình làm sạch bỏ hết phân này, rửa thì mình sẽ lấy lên một nước nữa để rửa lại chai các bạn. Khi mình rửa sạch một nước rồi mình sẽ lấy thêm một thau nước, mình sẽ rửa lại con chai cho nó sạch hết những cái đất cát, những cái bẩn bụi. Mình rửa thật kỹ các bạn nhé. Sẽ rửa đi rửa lại trong khoảng 2 đến 3 nước cho sạch hết những cái đất cát nó vẫn còn bám vào con chai này là được. Khi chai rửa sạch sẽ rồi mình sẽ thái chai các bạn nhé. Chai này thì mình sẽ thái miếng tầm khoảng 1,5 phần. Mình không nên thái to quá, thái to quá thì nó sẽ bị dai. Cái nước luộc chai này của mình thì cái luộc thì cái chai ra đất cát rất là nhiều, thì mình sẽ lọc của cái nước này các bạn. Mình chuẩn bị một cái tô nước ở đây, mình sẽ lọc. Các bạn nhìn này, rất là nhiều cặn. Đấy, rất khá nhiều cặn bẩn ở dưới đây. Đấy, rồi ok. Đổ dầu vào xong để mình xào hành các bạn. Mình cho chỗ hành, một nửa chỗ hành này vào để cà chua đây, hành này vàng rồi thì mình sẽ cho cà chua. Cà chua mình sẽ cho một nửa cà chua vào các bạn nhé. Một nửa ra. Mình chỉ để lại khoảng 4-5 miếng thôi. Mình sẽ phi cho cà chua này lấy nhau. Mình sẽ xào cà chua này khi nào mà nhuyễn thì mình sẽ đổ nước. Nước luộc chay vừa nãy mình sẽ cho vào. Cà chua như thế này là nhuyễn rồi thì mình sẽ đổ cái nước luộc chay vào các bạn. Mình sẽ đun sôi đây các bạn nhé. Thì cho vào quả sấu này. Mình cho gia vị các bạn nhé. Với cái lượng nước như thế này thì hạt nêm mình sẽ cho 10 gram.
Mì chính mình cho 5 gram. Đường mình cho khoảng 2 gram các bạn. Gia vị 3 gram. Và nước mắm mình cho khoảng 20 ml, 2 thìa đây các bạn nhé. Khoảng 2 thìa này là được. Mình sẽ xào chai các bạn, đổ dầu vào chảo này, mình sẽ đổ một chút dầu thôi. Và cho lốt chỗ hành khô vào phi vàng. Tạm dừng. Hành vàng rồi mình sẽ cho chai vào trong đây để xào các bạn nhé. Cho chai vào xào. Mình cho gia vị này. Hạt nêm mình cho khoảng 2 gram. Mì chính 1 gram. Gia vị 1 gram. Và nước mắm mình cho khoảng 5 ml. Cái chai này thì mình chỉ xào vừa mồm nữa các bạn nhé, tức là vừa miệng thôi. Cái lớp canh kia của mình đã đầy đủ gia vị rồi. Cái chai này thì mình chỉ xào qua là cho mình ngấm gia vị là được, chín tới là được rồi. Chai này mình xào qua là chín tới là được. Mình chỉ cho ra đây các bạn, mình sẽ cho ra một cái đĩa. Mình sẽ cho ra cái đĩa này, thì nữa mình sẽ cho vào trong cái nồi. Rồi cái sấu để chín thì mình sẽ dầm cái sấu này ra. Chè chua nếu mà mình thích ăn chua thì mình sẽ cho nhiều sấu. Nhưng mình đây cho 5 quả sấu và một cái lượng nước canh như thế này thì mình nghĩ là đủ chua rồi. Thì nữa mình sẽ nêm nếm là vừa đủ chua rồi. Nhà các bạn không mua sấu thì mình cũng có thể dùng chanh lọc hoặc là mẻ cũng được. Các bạn có thể cho nấu mẻ vào món canh này cũng được. Thật ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ nếm thêm vị của nó. Mình cho và lượng sấu như này đã đủ độ chua và vị đã ok chưa? Theo khẩu vị của mình như vậy là được rồi các bạn. Thì mình sẽ chuẩn bị cho rau củ vào. Mình sẽ cho chỗ cà chua vừa nãy còn lại cho vào các bạn. Cà chua, chỗ dứa. Mình cho hết dứa đây luôn. Giá đỗ mình cho vào luôn. Và một chút ớt này, mình cho chút ớt vào cho nó cay cay thì nó khỏi tanh các bạn nhé. Chai mình cũng cho đun vào đi. Hành răm thì là mình cũng cho vào luôn các bạn. Thế là mình có một cái ba nồi canh chai rất là ngon hấp dẫn rồi các bạn. Mình xong cho các thứ vào sôi lại thì mình sẽ bắt xuống và bước ra thưởng thức thôi các bạn. Mùi của hành răm bốc lên rất là thơm. Như một buổi trưa mùa hè mà có một bát canh chay nấu với canh chua như này thì thật là tuyệt vời. Hôm nay thì mình đã chia sẻ với các bạn xong món canh chay nấu chua. Các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy bấm like, share, subscribe để ủng hộ kênh của mình. Mình chúc các bạn thành công với món canh chay nấu chua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.